Cũng tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thì tối qua, công đoàn cơ sở đã tổ chức lễ tuyên dương con công chức, viên chức, lao động bệnh viện học giỏi sống tốt. Tham dự lễ tuyên dương có gần 300 trẻ là con em công chức, viên chức, lao động bệnh viện có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua. Theo đó, 280 em được tuyên dương đều đạt thành tích học giỏi xuất sắc suốt một cấp học, là học sinh đạt danh hiệu chóng ngoan bác Hồ, là đội viên đoàn viên tiêu biểu. Trong số đó có nhiều em đã được tuyên dương học giỏi sống tốt nhiều năm liền. Có 20 em đã nỗ lực vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đại học cao đẳng với thành tích tốt. Các em còn lại cũng có nhiều dấu ấn trong năm học vừa qua. Năm học vừa qua thì con đã được học sinh chóng ngoan bác Hồ, học sinh giỏi. Khi mà được tuyên dương ở bệnh viện và được tuyên dương ở đây thì con cảm thấy là mình đã mang lại một cái niềm tự hào cho mẹ và cũng mang lại một cái niềm tự hào cho mình khi mà công sức học tập của mình đã bỏ ra mà không bị lãng phí ạ. Cái này động viên con học giỏi, xong rồi những năm sau con sẽ cố gắng để năm nào con cũng có thể được học tuyên dương học giỏi sống tốt. Nó làm cho con thêm phần vui và con rất là biết ơn bố mẹ đã ủng hộ con trên con đường học tập, cũng như là bệnh viện đã các ban ngành giúp đỡ con, thì con biết ơn về điều đó. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hiện có khoảng 1.000 cán bộ công chức, viên chức, nhân viên y tế. Việc tổ chức tuyên dương con em học giỏi sống tốt hàng năm góp phần động viên, ghi nhận sự phấn đấu của các em, giúp công chức, viên chức, nhân viên y tế yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nuôi dạy con tốt, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh. Chúng tôi muốn có một cái buổi, một cái dịp để tất cả con của nhân viên bệnh viện gặp nhau, trao đổi, giao lưu, biết nhau và cùng nhau học hỏi, cùng nhau phấn đấu để có những thành tích tốt nhất trong tương lai. Và chúng tôi cũng muốn các em tham quan bệnh viện để các em có những khái niệm, các em cũng chia sẻ với lại ba mẹ các em trong cái công việc mà lúc mà ba mẹ vắng nhà. Bên cạnh tuyên dương con em công chức, viên chức, lao động học giỏi, sống tốt, hàng năm bệnh viện cũng có rất nhiều hoạt động để quan tâm đến đối tượng này và chăm lo bảo vệ lợi ích thiết thực để đội ngũ nhân viên gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.